Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Như tiêu đề, trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng sale giảm giá một số mặt hàng, đó là các thiết bị audio hàng bãi Nhật, những cặp loa Bionia của Nhật, những chiếc âm ly đàn ông của Nhật, và đặc biệt trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng cũng giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc đầu Sony 3 số 7 còn thùng xốp. Tháng 3 này, Tiến Dũng có một chương trình tri ân khách hàng rất đặc biệt, đó là nhân dịp Tiến Dũng đạt 100.000 người follow theo dõi trên YouTube. Tiến Dũng sẽ dành tặng ra một món quà rất đặc biệt, đó là một cặp dây AV Pro N của Ý. Dây này có chiều dài 1m và giá trị của món quà này là 500.000, sẽ dành tặng cho các đơn hàng từ 5 triệu đến 10 triệu. Các đơn hàng từ trên 10 triệu thì Dũng sẽ dành tặng ra một món quà đặc biệt hơn nữa, đó là một cặp dây loa Pro N của Ý. Dây này có chiều dài 2,5m với các đầu jack là bắp chuối, mỏ chim hoặc càng cua. Tất cả dây này được ship nguyên quặng từ Amazon về và Tiến Dũng đã thi công lên những đầu jack ra để chúng ta có thể tiện dụng khi sử dụng. Tất cả những đầu jack này đều được xi mạ màu vàng, nó rất đẹp. Chương trình này sẽ áp dụng từ nay cho đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023. Bao gồm cả những sản phẩm mà Tiến Dũng sale giảm giá đây cũng chỉ áp dụng đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023. Video này thì Dũng sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn sale giảm giá hai sản phẩm của Bionia. Đó là Bionia S933. S933 là một dòng loa Super Audio, dòng loa cao cấp của thương hiệu Bionia đến từ Nhật. Dòng S thì quý vị và các bạn đều biết là đây là dòng Super Audio, dòng âm thanh chất lượng cao. Chúng ta có thể kể đến các dòng S100, S180 trơn, 183 la mã, 180A, 922, 933 và 955 là hết số. Video ngày hôm nay cặp 933 thì Dũng sẽ sale giảm đến 4 triệu cho sản phẩm này. Mức giảm giá rất đặc biệt. Các anh em thương lái cũng có thể nhập với mức giá rất tốt này về để phục vụ khách hàng của mình. Cấu tạo của loa này là một bát loại 32cm, một loa mid dome và một loa chép digital, chép điện tử. Phần thùng loa được hãng trang trí bên ngoài bằng gỗ lạ màu đỏ, rất đẹp. Đây là thùng loa phía bên đây. Đây là giao diện phía mặt sau. Dòng loa này có quy ước trái phải left right. Bionia S933 sử dụng trở kháng là 8 ohm và công suất là 100W trên một thùng. Tổng 2 thùng chúng ta có 200W. Cặp loa này có cấu hình rất lớn và trọng lượng của nó cũng rất nặng. Trọng lượng của cặp loa này trên 30kg một thùng, rất nặng. Đây là e-căng của loa, khi chúng ta đậy vào thì tổng thể của loa nhìn thế này. Phía mặt trước là một logo của Bionia S933. Cặp loa này sẽ thích hợp cho việc chơi đa thể loại dòng nhạc, từ tiết tấu chậm, tiết tấu vừa cho đến tiết tấu nhanh. Lưu ý với quý vị và các bạn, mẫu loa này không phù hợp để hát karaoke, nó sẽ không an toàn. Bionia S933 với mức giá làng khoảng 30 triệu. Mức giá thông thường Tiến Dũng phục vụ là 29 triệu. Và trong video này Tiến Dũng sale giảm giá rất đặc biệt, giảm đến 4 triệu cho cặp loa này. Mức giá chỉ còn lại 25 triệu. 25 triệu cho một cặp loa S933 với mức giá đặc biệt rất tuyệt vời tại Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Dĩ nhiên quý vị và các bạn sẽ nhận ngay phần quà tặng, đó là cặp dây loa Pro N của Ý trị giá 800.000 trong tháng 3 này nữa. Lưu ý với quý vị và các bạn, chương trình này sẽ áp dụng từ nay cho đến hết ngày 31 tháng 3. Sau thời gian trên thì Dũng sẽ không còn áp dụng chương trình này nữa. Tất cả các sản phẩm này thì Dũng vẫn bao zin, bao đúng hàng bãi xịn, đầy đủ các chế độ hậu mãi của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Tiếp theo trong video ngày nay xin giới thiệu đến quý vị và các bạn, đó là cặp loa Bionia rất nổi tiếng của thương hiệu Bionia nữa, đó là HBM100 bản 200W. Với cặp loa này thì hầu đa các dòng mà các anh em nào đã chơi audio thì đều biết với độ nổi tiếng của cặp này. Đây là cặp loa được hãng Bionia kết hợp với hãng JBL phối hợp thực hiện. Một bát 30, một mic giấy 12,5, một loa chép giấy và phía trên cùng là một loa super chép. Hai nút tinh chỉnh, chúng ta có thể thêm bớt tiếng chung và tiếng chép ở đây. Phía mặt trước là một lỗ thông hơi. HBM100 có hai phiên bản, phiên bản 100W và phiên bản 200W. Thì Dũng đang giới thiệu đến quý vị và các bạn phiên bản 200W. Phiên bản 200W thì nó sẽ giá trị hơn đáng kể, giá trị hơn khoảng 15-20% so với phiên bản 100W. Đây là phần tem thông số.
chở kháng 8 ôm, công suất là 200W trên một thùng, hàng Mẹ Anh Gia Băng. Với các sản phẩm này, Tiến Dũng đang sale giảm giá để dọn kho, nên quý vị và các bạn sẽ mua được với mức giá rất hời tại thời điểm này trong tháng 3. Tất cả các sản phẩm này Tiến Dũng vẫn bao zin, bao đúng hàng bãi Nhật xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Mức giá thông thường của HBM100 là 25 triệu. Và trong video này Tiến Dũng sale giảm giá 1 triệu, mức giá chỉ còn lại 24 triệu. Tất cả bao zin, tất cả e căng, mọi thứ còn hoàn chỉnh, tuyệt đẹp. Cặp loa không có lỗi lầm gì hết. Quý vị sẽ nhận ngay phần quà tặng tháng 3, đó là cặp dây loa. Thì thế này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm mà và Tiến Dũng rất yêu thích với những chiếc đầu đĩa của Sony dòng 3 số. Trước mặt quý vị và các bạn là chiếc đầu Sony X3 số 7 ES. X3 số 7 ES chỉ đứng sau với là X. Xin lỗi quý vị, chỉ đứng sau là 3 số 7 ESG. 3 số 7 ESG thì với những chiếc này khoảng cỡ trên 20 triệu. Còn đối với X3 số 7 có cấu hình tương tự nhưng mức giá của nó tốt hơn rất nhiều. Chiếc này về với tình trạng hàng đấu mạng về từ Nhật, nó còn thùng xốp. Chúng ta đang nghe âm thanh của chiếc này. Đây là giao diện phía mặt sau. Với chiếc này xuất ra ở 3 cổng. Một là cổng RCE Fit là ra thẳng. Hai là Variable là ra thông qua volume. Và phía trên này là cổng ba lăng, cổng âm thanh chuyên nghiệp. Còn hai cái nắp đậy ở đây. Bên đây xuất ra cổng Coaxial và cổng Optical, cổng âm thanh số. Chiếc này tình trạng hàng đấu mạng về, máy tuyệt đẹp. Với tình trạng hai hồi gỗ cũng rất đẹp, màu vàng. Và đặc biệt nó còn thùng xốp. Đây là thùng xốp của X3 số 7 ES. Với thùng xốp này còn đầy đủ xốp ở bên trong, cũng như là bao trùm lúc xuất xưởng. Chiếc này sản xuất khoảng gỡ năm 1995. Với tình trạng zin nguyên bản, còn thùng xốp thì cũng bao zin, bảo hành 1 tháng. Với chiếc này mức giá thông thường giá làng khoảng 19 triệu và Tiến Dũng phục vụ quý vị với mức giá ưu đãi hơn rất nhiều, chỉ 17 triệu. Chỉ 17 triệu cho chiếc Sony 3 số 7. Phía bên đây là một chiếc âm ly đàn ông, Tiến Dũng cũng sẽ sale giảm giá 1 triệu nữa. Đó là đàn ông PMA 890D. PMA 890D là một chiếc âm ly rất nổi tiếng của thương hiệu đàn ông đến từ Nhật. Với đàn ông 890D thì sẽ có hai phiên bản. Một phiên bản là hàng hai dòng điện, hàng được sản xuất dạng hàng thùng. Và phiên bản thứ hai là phiên bản một dòng điện, điện 100V. Thì Dũng đang giới thiệu đến quý vị và các bạn phiên bản 100V, hàng Mẹ Anh Gia Băng, điện 100V, nội địa Nhật xịn. Với phiên bản hàng nội địa Nhật điện 100V thì giá trị của nó sẽ khoảng cỡ gấp rưỡi so với những phiên bản có tem chứng ở mặt trước và điện hai dòng 110-220. Chiếc này với tình trạng hàng bãi zin nguyên bản không lỗi lầm, Tiến Dũng phục vụ mức giá thông thường là 18 năm. Video này Tiến Dũng sale giảm 1 triệu chỉ còn lại 17 triệu 500. Tất cả bao zin, bao đúng hàng bãi xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Chiếc này ngoài việc chúng ta nghe với các nguồn nhạc thông thường thì chúng ta còn có thể kết nối với TV Internet thông qua cổng Optical. Ở đây quý vị thấy phần máy còn sáng quắc, nó rất đẹp. Cái nước đồ trực tiếp bên Nhật về nó sẽ khác biệt so với các hàng bờ. Đây là âm thanh được kết nối trực tiếp từ cổng quang từ TV Internet. Chúng ta sẽ nghe một đoạn nhạc với chiếc này. Mức giá 18 triệu 500, giảm 1 triệu còn 17 triệu 500. Với chiếc 890D kết hợp với cặp loa S933 của thương hiệu Baonier, nó rất phù hợp. Quý vị và các bạn khi mua sở hữu hai sản phẩm này, nguyên combo này sẽ có mức giá rất đặc biệt. Loa 29 triệu giảm 4 triệu còn 25 triệu. Âm ly 18 năm giảm
1 triệu, chỉ còn 24 triệu, mức giá rất tốt. Tiến Dũng hiện nay cũng đang là đại lý chính thức của những sản phẩm đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao 32 bit chuẩn Hi-Res Audio. Tất cả các sản phẩm này đều là hàng chính hãng, bảo hành chính hãng 12 tháng, giải mã 32 bit. Chúng ta có thể kết nối với TV, với điện thoại, với máy tính sử dụng để thay thế hoàn toàn cho những chiếc đầu đĩa thông thường. Mọi chi tiết về các sản phẩm này quý vị có thể truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem thêm tham khảo. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hãy liên hệ sớm với Tiến Dũng Audio Sài Gòn để sở hữu những sản phẩm mà mình quan tâm với chất lượng được đảm bảo và mức giá đặc biệt ưu đãi trong tháng 3 này. Xin chào, xin cảm ơn.